Các bạn này giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là nồi xay thịt, máy xay thịt với mẫu máy xay thịt xay giò này. Đây là nồi hai lớp nhá. Chất liệu đều là inox này, khung bằng inox này. Máy này là công suất là 2,2 kg nhá, một mẻ khoảng được 3 cân nhá. Đây là bao đá này. Nồi bao đá này, xung quanh bỏ đá này. Đấy. Thì đây là cái vòi xả nước này, xả đá này. Đây. Đây là lưỡi dao. Lưỡi dao này là dao bốn lưỡi nhá, dao inox bốn lưỡi nhá. Dao có thể tháo ra gọn nhẹ dễ dàng để về múc thịt ra nhá. Đây là trục này, trục inox này. Đây, dao bốn lưỡi. Khi các bạn chạy thì các bạn có thể lắp vào để chạy. Đấy. À, nồi nó là nồi của mình, đây là nồi 26 phân nhá. Nồi 26 phân nhá. Từ thành ngoài đến vài ngoài đó là 34 phân. Bên thành ngoài đó là 5 phân. Chiều cao của máy nó là chiều cao máy là 70 này. Chiều cao máy là 70 phân này. Chiều cao máy là 70 phân này. Quay nó hơi ấy một tí các bạn cả. Đấy. Thế được mình. Công suất là 2,2 kg nhá. Cái thanh này là cái thanh đảo thịt này, đánh thịt này. Đấy, đảo thịt này. Đây, motor công suất 2,2 kg. Để mình cắm thử cho các bạn nhá. Do mình dùng một tay mình quay nên nó hơi bị ấy một tí. Đấy, máy rất khỏe. Tốc độ của nhanh. Đây là motor là công suất là 2,2 kg nhá. 2,2 kg. Tốc độ là 2800 vòng trên 1 phút xe độc. Bên mình bảo hành nhá, 1 năm nhá. Motor các bạn liên hệ mình mua hàng qua số điện thoại 0934468222, 0904432111. Qua sai sửa máy Thanh Hóa cho con, địa chỉ là 79 Đào Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ là 146 Nguyễn Trãi và 79 Đào Phong, mình có hai cơ sở nhá. Mình giao hàng toàn quốc. Đó. Đây cũ cái máy này, rất là gọn nhẹ này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.